Bị anti-fan đổ tội làm Đức Phúc lầy lội mất bản chất, Hòa Minzy đáp trả hài hước. Cách đáp trả vừa nhẹ nhàng vừa hài hước của Hòa Minzy đã khiến đông đảo khán giả thêm phần thích thú. Tối 13 tháng 1, Đức Phúc đã khiến khán giả đứng ngồi không yên khi thể hiện tính cách lầy lội trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Bằng cách đối đáp rất vô tư, tự nhiên và lối nói chuyện chậm rãi khi đối mặt với trưởng phòng Trường Giang, Đức Phúc đã làm tất cả khán giả khi xem đều không nhịn được cười. Thậm chí Trường Giang còn phải chấp nhận bó tay với Đức Phúc và tuyên bố đã rất lâu rồi anh chưa đổ mồ hôi. Không nhận thế, giám khảo Hoài Linh cũng thừa nhận mải mê coi show đến mức quên ghi nhận xét cho Đức Phúc, dù nam ca sĩ nói còn hơi chậm kiểu slow motion. Thậm chí Hoài Linh còn muốn xem Đức Phúc diễn mãi vì sự đối đáp không thua gì hai danh hài. Đức Phúc lần đầu tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi nhưng đã khiến trưởng phòng Trường Giang đứng hình. Cũng nhờ cách đối đáp quá hài hước mà Đức Phúc đã giành chiến thắng trong tập phát sóng vừa qua của chương trình. Ngay sau khi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi phát sóng, đông đảo khán giả đã dành cho Đức Phúc nhiều lời khen ngợi vì bất ngờ cách đối đáp hài hước của nam ca sĩ. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả đã để lại những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Một số người còn nhận định chính Hòa Minzy đã khiến Đức Phúc trở nên lầy lội như hiện tại. Bởi từ khi chơi thân với nữ ca sĩ, Đức Phúc mới có những cách đối đáp hài hước, lầy đến khó đỡ như vậy. Trước những bình luận về mình, Hòa Minzy đã lập tức phản pháo trên trang cá nhân. Theo đó, bên cạnh lời chúc mừng Đức Phúc đã có phần chơi rất xuất sắc tại chương trình, Hòa Minzy còn gửi thêm lời nhắn nhủ tới anti-fan. Thực sự là Phúc nói như vậy, ở ngoài đời thế nào trên TV nói như vậy đó. Dạo này có nhiều clip của Phúc trên mạng, Hòa có ngó qua đọc bình luận. Có rất nhiều bình luận có nhắc đến Hòa. Nói là tại chơi với Hòa mà Phúc lầy lây thì chắc chắn không phải rồi, Phúc xưa giờ nó vậy đó mọi người ơi. Mà các chị các bạn không thích em cái lại lấy lụa kinh khủng, đừng nói quay sang chửi Hòa. Mỗi người có một nét riêng, tính cách riêng, có thể Hòa thích mọi người vui vẻ theo cách khác của Phúc. Nó không hợp nhãn của mọi người, nhưng so sánh làm gì rồi quay lái sang chửi Hòa thì tội em lắm mọi người. Có hay chăng chơi với chị Hòa thì tự tin thể hiện hơn thôi, còn Phúc thì quá sức duyên rồi, Hòa Minzy viết. Dòng trạng thái phản pháo lại anti-fan của Hòa Minzy trên trang cá nhân. Sau chia sẻ của Hòa Minzy, nhiều khán giả đã để lại tiếng bên vực cô và còn mong muốn gia đình Hoa Dâm Bụt sẽ cùng tham gia chương trình này để mọi người được dịp chứng kiến khả năng hài hước không giới hạn. Nhiều khán giả đã lên tiếng bên vực Hòa Minzy. Ngoài Hòa Minzy, hiện tại Đức Phúc cũng được xếp vào danh sách một trong những sao Việt hài hước lầy lội của showbiz. Ngoài Đức Phúc, những ca sĩ nào từng gây bão Ơn Rời Cậu Đây Rồi? Dù không phải là diễn viên hài chuyên nghiệp, nhưng khi các nghệ sĩ này tham gia chương trình đã khiến ai cũng bật cười. Đức Phúc, học trò Mỹ Tâm đã chứng minh khả năng hài hước dí dỏm của mình tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Khi chương trình chưa lên sóng thì clip trích đoạn tiết mục của anh đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng rất nhiều lượt chia sẻ tại YouTube. Trong tiểu phẩm mà bản thân không hề biết trước kịch bản, Đức Phúc hóa thân thành một ca sĩ hát rong bán kẹo kéo cùng người bạn thân Trường Giang. Giọng ca ánh nắng của anh, dù chưa bao giờ có kinh nghiệm diễn kịch, nhưng các tình huống khó của chương trình không thể làm khó Đức Phúc. Anh còn chỉnh ngược lại Trường Giang khiến nam danh hài nhiều lần cứng họng. Ngay từ phút đầu, Đức Phúc đã khiến Trường Giang bối rối vì nhất quyết không chịu xưng mày tao. Đặc biệt, dù chưa có một mối tình nào, nhưng nam ca sĩ lại tư vấn tâm lý tình yêu rất dữ dội cho Trường Giang. Lần đầu tiên trong lịch sử 4 mùa chương trình, giám khảo Hoài Linh không ghi chú bất cứ điều gì vì mải mê xem khách mời trình diễn. Nam giám khảo nhận xét, Đức Phúc nói câu nào chắc câu đó và diễn rất chân thật, còn đối đáp không hề thua kém một nghệ sĩ gạo cội nào. Trưởng phòng Trường Giang liên tục khen ngợi vì sự tinh ranh, duyên dáng của đàn em. Khởi My đụng độ trưởng phòng Trấn Thành, một nghệ sĩ rất linh hoạt, đã từng khiến nhiều người e ngại khi gặp phải anh. Tuy nhiên Khởi My chẳng lo sợ mà còn phản ứng mạnh mẽ hơn. Cô vào vai một cô ca sĩ trẻ muốn phát triển sự nghiệp và tìm gặp ông bầu dây sờm. Bà xã Kevin Khánh ở ngoài đời, vốn dĩ cũng là một người nhí nhố, sôi nổi, vui tính và khá lanh. Cô nàng chỉ cần đưa y chang con người ấy lên sân khấu là đã quá thành công. Trấn Thành liên tiếp đưa ra những thử thách khó đỡ cho cô ca sĩ trẻ. Hát nhạc chế, đi cắt quốc, đào tạo hát dân ca. Trước những thử thách của Trấn Thành, Khởi My đã ứng phó rất mau lẹ bằng cách nhún nhảy đọc rap và ứng đối rất linh hoạt của mình. Những tuyệt chiêu gây cười của Khởi My tuy bị đánh giá là không quá mới vì đã từng được thể hiện trong nhiều chương trình trước đây, nhưng vẫn giúp tiết mục thành công mỹ mãn.
Harry Won được xem là một trong những nghệ sĩ ấn tượng nhất của mùa đầu tiên ở chương trình này. Là một cô gái người Hàn chưa quá thành thạo tiếng Việt mà phải đóng hài, hiểu và đối đáp sâu sắc, gây cười, quả thật khiến nhiều người nghi ngờ. Chính giám khảo Hoài Linh cũng tỏ ra lo ngại cho Harry Won. Tuy nhiên, cô nàng đã biến yếu điểm trở thành ưu điểm. Sự ngây ngô lúng túng đôi khi dễ thương quá mức cần thiết đã giúp cho nữ ca sĩ ghi điểm. Nhiều câu nói được cô khá chân thật nhưng lại rất hài hước. Ngoài ra, không thể quên, trưởng phòng Trấn Thành là người góp công lớn vào sự thành công của tiết mục. Thời gian sau này, nhiều người cho rằng chính ơn rời cậu đây rồi đã đưa Harry Won và Trấn Thành đến với nhau. Trúc Nhân, khi làm khách mời tham dự show hài tình huống ơn rời cậu đây rồi, mặc dù chưa từng diễn hài đóng kịch, nhưng Trúc Nhân đã đối đáp với trưởng phòng Trấn Thành một cách xuất sắc, tạo ra nhiều tình huống gây cười cho khán giả. Ca sĩ Trúc Nhân được giao vai hóa thân thành phần thể xác cùng nhân vật Trấn Thành vào vai linh hồn theo mô típ Hồn Trương Ba da hàng thịt. Đây là một thử thách khó đối với Trúc Nhân, đặc biệt khó hơn khi anh rơi vào phòng của trưởng phòng Trấn Thành. Tại căn phòng bí mật này, nam ca sĩ bị Trấn Thành liên tục cạnh khóe, đẩy mâu thuẫn câu chuyện lên cao nhằm thách thức tài năng ứng biến tình huống của nam ca sĩ. Bằng sự linh hoạt của mình, Trúc Nhân đã vượt mặt được nhiều đồng nghiệp và giành cúp của chương trình. Những sao Việt có tiềm năng lấn sân làng hài vì tính cách lầy lội. Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy mỗi khi xuất hiện, các sao Việt này trong hậu trường còn khiến khán giả thích thú với khả năng hài hước khó ai bằng. Gia đình Hoa Dâm Bụt, Hòa Minh Di, Đức Phúc và Eric. Sau khi chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2017 chính thức lên sóng, showbiz Việt đã đón nhận thêm một dàn hài mới nổi mang tên Gia đình Hoa Dâm Bụt. Tự nhận có đỏ mà không có thơm, ba thành viên của gia đình này luôn khiến khán giả phải bật cười thích thú bất cứ khi nào xuất hiện bởi những tình huống hài hước khó đỡ. Nếu như em út Eric có phần điềm đạm hơn, thì Hòa Minzy và Đức Phúc lại là hai nhân tố đủ sức khiến người đối diện thích thú vì quá lầy lội. Gia đình Hoa Dâm Bụt, Hòa Minzy, Eric, Đức Phúc đang là nhân tố gây cười mới nổi của showbiz Việt. Ngoài những cuộc nói chuyện gây cười trong hậu trường được quay thành clip và được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt, bộ ba này còn sẵn sàng tương tác với nhau trên mạng xã hội theo phong cách không giống ai. Đáng chú ý nhất thời gian gần đây phải kể đến Đức Phúc. Sau màn solo chia sẻ cách làm người thứ ba tại một đêm nhạc ở Hà Nội khiến khán giả cười ngất, nam ca sĩ còn gây bão cộng đồng mạng ngay lần đầu tiên tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Không học qua diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng Đức Phúc đã làm trưởng phòng Trường Giang liên tiếp đứng hình, gục ngã kêu cứu vì không biết anh chàng này rơi từ hành tinh nào xuống. Cách nói chuyện chậm rãi, slow motion và đối đáp vô tư tự nhiên của Đức Phúc còn khiến giám khảo Hoài Linh quên ghi nhận xét vì mãi theo dõi. Chị cả của gia đình Hoa Dâm Bụt, Hòa Minh Di cũng từng khiến Trấn Thành mệt mỏi khi tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 3 vì độ lầy lội quá mức. Hòa Minh Di từng tiết lộ, với tính cách ngổ ngáo của mình, cô thường xuyên bị nhầm tưởng là diễn viên hài. Thanh Duy, ngoài tài năng âm nhạc và mái tóc bồng bềnh đặc trưng giữa showbiz muôn vàng muôn vẻ, Thanh Duy còn được nhiều người yêu mến bởi tính cách hài hước, vui nhộn và độ lầy khó đỡ. Sự thông minh, nhanh trí của anh luôn khiến khán giả lẫn đồng nghiệp phải nể phục. Trên trang cá nhân hay ở trong hậu trường, Thanh Duy luôn khiến người bên cạnh cười không ngớt bởi những trò vui đùa mà anh tạo ra. Thậm chí nam ca sĩ còn không ngại đăng hình ảnh dìm hàng đồng nghiệp lên trang cá nhân với những dòng chia sẻ hài hước và bá đạo. Dù trên sân khấu hay đời thường, cũng không khó để bắt gặp những khoảnh khắc hài hước như thế này của Thanh Duy. Tính cách tân tẩn luôn được anh tận dụng triệt để bất cứ khi nào xuất hiện. Cùng với hội bạn thân, Johnny Ngô, Đại Nhân, Kevin Khánh, Khởi My, càng khiến khán giả phải dành nhiều tình cảm đặc biệt bởi tính giải trí ở những nghệ sĩ này luôn ở mức tuyệt đối. Hội bạn thân của Thanh Duy cũng đều sở hữu tính cách hài hước, lầy lội giống nhau và khiến khán giả phát cuồng mỗi khi gia đình này xuất hiện. Khởi My, Kevin Khánh sẽ là sự thiếu sót lớn nếu danh sách những sao Việt có tiềm năng lấn sân sang làng hài thiếu vắng vợ chồng Khởi My, Kevin Khánh. Có thể nói cặp đôi này sinh ra là dành cho nhau bởi hợp cả gần như toàn bộ tính cách, hài hước, thích va trò, lầy lội. Đến Khởi My cũng từng lên tiếng thừa nhận, cũng phải trả lời thật và hơi bậy bậy chút. Nhưng vì Khánh biến thái đó, tôi thích những người biến thái bởi họ thường hay làm những điều không giống ai. Mỗi lần tôi nhìn Khánh là tôi chỉ muốn trêu chọc và muốn đấm thôi. Hình ảnh hài hước đời thường của Kevin Khánh rất dễ tìm thấy trên trang cá nhân của anh. Và Khởi My cũng không ngoại lệ.
Dường như năng lượng nhắn nhít của cặp đôi luôn ở mức độ tuyệt đối mọi thời điểm. Suốt thời gian quen nhau đến khi chính thức thành vợ chồng, cặp đôi luôn gây chú ý với cách trò chuyện, trêu đùa nhau cực bá đạo. Trên mạng xã hội, Khởi My khoe Vinh Khánh cũng không ngại dìm hàng nhau bằng những khoảnh khắc khó đỡ nhất. Phải khẳng định người hâm mộ rất khó để tìm được những hình ảnh nghiêm túc của cả hai khi ở bên cạnh nhau. Ngô Kiến Huy là một trong những ca sĩ nổi tiếng cùng thời với Đông Nhi, Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, bên lĩnh vực ca hát, Ngô Kiến Huy lại hoạt động song song với vai trò MC và diễn xuất, sở hữu tính cách hài hước, tương tự và lối ăn nói hoạt ngôn. Ngô Kiến Huy luôn dễ dàng khuấy động mọi sự kiện, chương trình mà anh tham gia. Đặc biệt, việc tham gia dẫn dắt các show hài cũng giúp tính cách hài hước của anh được tăng thêm rất nhiều. Bằng chứng là rất nhiều khán giả từng lầm tưởng anh là một diễn viên hài thực thụ. Ngay cả người hâm mộ của Ngô Kiến Huy cũng rất nhiều lần ủng hộ anh chuyển hướng sang đấu hài vì rất có năng khiếu. Hầu hết các nghệ sĩ khi gặp Ngô Kiến Huy đều bị anh trêu chọc khiến mọi người xung quanh không thể nhịn cười. Khi ở bên bạn gái Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy càng có cơ hội bộc lộ tính cách hài hước. Đáng nói, chính tính cách sẵn có này mà Ngô Kiến Huy luôn được các đạo diễn lựa chọn vào những vai nhân vật hài hước, tương tự trong nhiều bộ phim điện ảnh. Lộ hình ảnh hiếm hoi tiết lộ nhan sắc của anh trai ruột của Karik. Vốn là người kín tiếng nên rất ít khi Karik chia sẻ hình ảnh của anh trai lên trang cá nhân. Chính vì thế nên ít ai biết rằng nam ca sĩ còn có một người anh trai ruột. Trong gia đình của Karik có hai anh em và rapper Karik là con út. Khi đến với nhạc rap thì Karik đã bị gia đình phản đối, không được ủng hộ vì anh trai của mình là người rất thành công. Được biết anh trai Karik tên là Phạm Thành Đạt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Trong khi Karik sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ thì gương mặt anh trai nam ca sĩ được nhận xét là khá giống bố. Hai anh em có khá nhiều nét giống nhau, Thành Đạt cũng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt hai mí to tròn như Karik. Anh trai của Karik đã lập gia đình và có hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Hiếm khi đăng ảnh gia đình nhưng nam rapper lại rất thích khoe ảnh hai cháu của mình. Karik cùng hai cháu ruột, hình ảnh hiếm hoi của Karik bên bố mẹ và anh trai.